Sự hội nhập những trào lưu văn hóa trên thế giới đã đem đến cho thực khách một cách thưởng thức cà phê hiện đại và cầu kỳ hơn. Cũng từ đó, nghề barista, một nghề để chỉ những người pha chế cà phê đã ra đời như sự cung ứng kịp thời cho nhu cầu thưởng thức một tách cà phê ngon. Mình thì là một người trẻ nên là mình đã từng đi uống và trải nghiệm những quán cà phê ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài. Thì khi là với vị trí là một khách hàng thì mình luôn muốn được nhận được một ly cà phê ngon, chất lượng và quan trọng là đẹp mắt nữa. Vì thế nên là khi mà trở thành một barista, một người pha chế thì mình cũng muốn đem lại một ly cà phê đẹp mắt với những nguyên liệu sạch sẽ và trang trí đẹp, thơm ngon cho mang lại cho khách hàng. Công việc của một barista chuyên nghiệp không chỉ pha một tách cà phê thơm ngon mà đòi hỏi cả tính nghệ thuật. Thế nên, mỗi thức uống do barista phục vụ được ví như một tác phẩm kỳ công cần nhiều sự khéo léo. Các bạn vào một quán cà phê mà trang trí đẹp, đồ uống nó lại không bắt mắt, không ngon thì đương nhiên là các bạn không muốn quay trở lại lần thứ hai và nó sẽ không trở thành xu hướng được. Cái người pha chế người ta cần phải có một là cái yếu tố là cái yêu nghề, cái niềm đam mê. Mình phải có niềm đam mê thì mình mới có thể là dẫn dắt khách hàng đến những cái dòng đồ uống của mình nó ngon được, vừa ngon lại vừa đẹp. Thứ hai là cái tính sáng tạo. Trang trí thì có thể là khi các bạn đi học thì các bạn sẽ được dạy một cái cách trang trí đơn giản, đơn thuần. Nhưng khi các bạn về thì các bạn phải nâng cao tay nghề mình bằng cách là mình sẽ phải luyện tập tay nghề thường xuyên để làm sao mà cái tay nghề của mình nó trở nên là nhuần nhuyễn hơn đấy. Mình sẽ trang trí nó đồ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Giờ đây, những người yêu thích công việc barista đã ý thức được việc học các kỹ thuật pha chế một cách bài bản chứ không chỉ đơn thuần là chạy theo trào lưu như trước đây. Cái nghề pha chế nó dần dần nó trở thành một cái nghề chuyên nghiệp ấy. Nó không còn như ngày xưa là cái nghề dành riêng part time hoặc là bán thời gian cho các bạn trẻ. Vì thế mà các bạn phải được đào tạo bài bản thì các bạn khi mà các bạn ra thì cái tay nghề nó mới vững được. Thứ hai là kiến thức về nghề nó mới sâu được. Vì thế mà đó là một cái bước đi rất là đúng đắn. Mình mong muốn là ở Việt Nam ấy thì cái ngành này nó sẽ phát triển ngày càng chuyên nghiệp hơn. Và như hiện nay thì trên thị trường xuất hiện rất là nhiều những cái loại đồ uống và các cái loại cà phê bẩn. Thì mình thấy là cái sự kiến thức mà khi mình học được ở đây mình sẽ phục vụ rất là nhiều để mà cái thị trường của mình sẽ hướng tới cái sự nó thật hơn và nó chuyên nghiệp hơn. Với việc nở rộ các chuỗi cửa hàng cà phê tại Việt Nam và việc hướng đến một thị trường chuyên nghiệp hơn, nghề barista đã và đang trở thành một công việc lý tưởng, giàu tiềm năng phát triển trong tương lai.